Sometimes it's like I'm talking to my younger self, driving hard and learning all the time, waiting on the whim of some guy, talking to my girlfriends, wishing he would ask to take me out dancing all night. But why? Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Estin For hỗ trợ tăng cường nội tiết, níu giữ nét xuân. Chào mừng các bạn đã đến với bản tin 24 giờ trên kênh ống kính hậu chứ. Nếu ở tập 5 Running Man Việt Nam chơi là chạy, fan đã chứng kiến loạt khoảnh khắc đáng yêu của Lan Ngọc, Carrick trong lễ cưới trên du thuyền Hai Tháp Nam San, thì tập 6 lên sóng tối 24 tháng 10 tiếp tục là loạt thính xịn của cả hai. Cụ thể, tiếp nối game chọn món ăn theo thứ tự, đội Lan Ngọc vì chọn nhầm nên đã thua. Mặc dù vậy, cô vẫn kịp có màn phát cẩu lương cùng Carrick khi quay sang làm món cuốn và đút cho chồng hơ. Dường như có chút nghi ngại về món ăn của đội diễn viên, Carrick đã phân vân trong chốc lát. Nhưng sau đó, nam rapper cũng nhanh chóng tiếp nhận màn lãng mạn này. Chứng kiến cảnh tượng giống phim Hàn của cặp đôi, anh cả Trường Giang đã gọi thỏ đen Ngô Kiến Huy, Huy Huy. Khoảnh khắc này đã khiến cho fan hâm mộ của hai cặp đôi thích thú nhưng cũng không kém phần tò mò về phản ứng của chàng thỏ đen. Chuyển sang địa điểm mới là bãi biển Masian, Incheon. Khi Lan Ngọc đang mãi mê tạo nét giới thiệu cô thời trang bản thân, các thành viên còn lại ra sức dìm cô nàng, thì chỉ có một người duy nhất là Carrick mỉm cười hạnh phúc nhìn vợ mình. Trong phần chọn đội chơi, hai nữ thần Lan Ngọc, Thúy Ngân trở thành đội trưởng, nắm trong tay quyền sinh sát các thành viên. Sau đó là một pha chọn thành viên hết sức tấu hề và cồng kềnh đến từ hai vị đội trưởng quyền năng. Sau khi đã chọn được một số thành viên, chỉ còn bộ ba Trương Phạm, Ngô Kiến Huy, Carrick. Các thành viên còn lại càng muốn tránh xa đội của Lan Ngọc, nhưng trại trời không khỏi nắng, thỏ trắng Trun Phạm là cái tên tiếp theo về đội bé nước. Sau đó cả hai vị đội trưởng đã cùng nhau ẵng tù si để xem ai phải rước thỏ đen Ngô Kiến Huy về. Bên cạnh đó, Lan Ngọc còn không quên khoe, giới thiệu Carrick một mình chống lại bốn người. Nữ diễn viên gái già lắm chiêu còn lấy lý do vì duyên của tụi em chưa hết để chọn Carrick về đội. Trun Phạm lúc này ngỡ ngàng quay sang hỏi ngay, làm đám cưới hả? Carrick ngay sau khi nghe câu nói ngọt lịm của Lan Ngọc, anh chàng cười hết cỡ vì vừa ngại lại vừa sung sướng. Ở một diễn biến khác, Ngô Kiến Huy lúc này vì không được chọn nên anh đành về với đội Thúy Ngân. Nam ca sĩ còn hài hước khi bày tỏ sự buồn tủi vì tổn thương. Đến với nhiệm vụ đấu vật trên bãi buồn, dù yếu thế hơn, tuy nhiên có sự ăn may và chiến thuật nên team Lan Ngọc ở phần đầu có phần chiếm ưu thế hơn. Được thi đấu đầu tiên là Lan Ngọc và Ngô Kiến Huy, Carrick mặc dù đứng ngoài vẫn nhiệt tình cổ vũ, chỉ đường cho Lan Ngọc phải làm thế nào khi chơi đấu vật với Ngô Kiến Huy. Tuy nhiên, trận đấu diễn ra chưa được bao lâu, thỏ đen và nàng nớt bắt đầu biến bãi buồn thành sàn khiêu vũ, khiến cả dàn cast nóng ruột đứng ngồi không yên. Tuy nhiên, có lẽ do quá ghen nên Carrick đã bắt đầu phản ánh cùng lời răng đe, chơi vậy chắc tới sáng, khiến Lan Ngọc ngay lập tức phải đổi chiến thuật để chồng hờ yên tâm. Có lẽ nhờ vậy mà Lan Ngọc đã giành chiến thắng ở lượt thi này một cách nhanh gọn lẹ. Trong khi Carrick đang bần thần và vô cùng lo lắng vì phải thi đấu với một đối thủ mạnh, thì Lan Ngọc lại động viên anh. Không chỉ là cổ động viên xông xáo nhất team, cô còn tận tình chỉ đạo chiến thuật cho Carrick. Nhưng rất tiếc, có vẻ như chấn thương của Carrick vẫn còn nên anh đã để thua trước mầm non liên bệnh phát. Ngoài ra, trong hậu trường tập 5 Running Man Việt Nam chơi là chạy, hai thành viên đội xanh là Thúy Ngân và Trương Thế Vinh đã lục đục nội bộ. Nguyên nhân xuất phát từ đôi vợ chồng Lan Ngọc Carrick và Hoa Săn Mồi đã có một phen bức xúc vì bị Trương Thế Vinh phủ phang. Ban đầu, Trương Thế Vinh trách Carrick vì sao lại đánh Lan Ngọc, dù thực chất đây là một vết tích của game trước đó. Carrick và Lan Ngọc chưa kịp phân bua, Thúy Ngân đã chạy đến mép Trương Thế Vinh rằng lúc nãy cô bị rapper em bé làm chày da sóc vẫy. Thế nhưng, thay vì bảo vệ Thúy Ngân, Trương Thế Vinh phủ phang, em không phải là vợ người ta, kệ em, khiến Hoa Săn Mồi đứng hình. Lúc này, Carrick kéo tay Lan Ngọc đứng dậy và nói rằng đây là vợ của anh. Trong khi Thúy Ngân đang giải đành đạch vì Trương Thế Vinh khôn nhà dạy chợ, là chuyện đội người khác, thì Lan Ngọc cũng đặt câu hỏi cho Carrick vì sao đánh phụ nữ. Được bé nớt bên, Thúy Ngân mét luôn, nhưng Carrick khẳng định chưa đụng vào một thớ thịt nào của Ngân. Nó có sách mách có chứng, có người quay clip kia, em cứ coi đi, Carrick nói với Lan Ngọc. Ngoài phân xử màn vật lộn trong game bác yêu tinh, Lan Ngọc cùng bày trò đánh chuyền. Thương Ngô Kiến Huy, người anh định đánh lại là Giang Ca, nhưng vì đó là anh cả nên Huy đã tự đánh chính mình. Bên cạnh phân đoạn rút kiếm không hề giả trân do Ngô Kiến Huy đảm nhận đã lên sóng trong tập chính, Running Man Việt Nam chơi là chạy cũng có màn tái hiện cảnh mua hành huyền thoại của bộ phim đình đám Hàn Quốc Goblin. Ở bản gốc, Lee Dong-wook và Gong Yoo khiến fan bật cười vì độ ngầu lẫn tấu hài của cả hai. Còn Liên Bệnh Pháp và Carrick thể hiện một cách sượng chân, cùng biểu cảm vô cùng khó đỡ.
Ngoài ra, trong clip hậu trường tập 5, ekip cũng hé lộ những chấn thương của dàn cast sau nhiều lần chơi game hết mình. Trong khi Thúy Ngân bầm dập đầu gối, u đầu, thì Karib bị chày một mảng ở bắp tay, đi bệnh phát và Ngô Kiến Huy đỏ lưng vì đập xuống đất. Dù mệt mỏi, mọi người vẫn vui vì có thể mang đến tiếng cười cho khán giả. Ngô Kiến Huy cũng thắc mắc lý do anh không xui khi chơi game hải tặc như những lần trước, bởi nếu Thỏ Đen vẫn giữ bàn tay thối trong trò này, thì đội của anh may ra có nhiều cơ hội thắng hơn. Tuy nhiên, Thúy Ngân lại là người có bàn tay thối này và Thỏ Đen đã nhận ra một nguyên lý, xui không mất đi mà chỉ chuyển sang đối tượng khác. Vì vậy, hai anh em đã trao vương miện Miss Xui ngay tại địa điểm ghi hình. Mới đây, Ngô Kiến Huy đã khoe lên trang cá nhân những hình ảnh vừa tươi vừa ngầu với dàn cast trong chuyến ghi hình Running Man Việt Nam chơi lại chạy tại Hàn Quốc. Một tuần nữa lại qua và tập 6 lại sắp đến. Thỏ Đen cũng lóc dép hóng đến ngày lên sóng tập tiếp theo như mọi người. Thậm chí trước đó ít phút, chính Ngô Kiến Huy cũng đã treo Liên Bệnh Phát về chiếc áo tả tơi bằng một bài đăng riêng kèm theo caption hài hước. Theo anh kiếm cơm Liên Bệnh Phát, thấy chú mặc áo anh sốc quá. Ở phần bình luận, Thỏ Đen còn khuyến mãi cho khán giả một tấm ảnh của bé nước. Dù là anh Diêm, nhưng hội những người treo thuyền Ngô Kiến Huy, Lan Ngọc vẫn rất hào hứng với sự tương tác của bộ đôi, với hơn 1.000 lượt thích kèm rất nhiều bình luận. Từ những ngày đầu, liên minh nữ thần Lan Ngọc, Thúy Ngân đã khiến khán giả phải rụng tim vì quá nhiều khoảnh khắc đáng yêu của hai chị em. Trong khi chờ tập 6 Running Man mùa 2, chờ là chạy lên sóng, Thúy Ngân đã đăng ảnh Lan Ngọc cực lầy lội bên mình. Bé nước Lan Ngọc đã ngồi bệt xuống ôm chặt lấy chân của Thúy Ngân, khiến cô muốn thoát cũng không thoát được. Sau đó, Hoa Sơn Mồi đã ghi dòng trạng thái cực kỳ đáng yêu. Chị mê em lắm đúng không chị Ngọc? Không rời xa được phải không? Thỏ Trắng đã phát hiện có bóng dáng mình trong tấm hình của Thúy Ngân và Lan Ngọc. Thế là vội vàng bình luận hỏi tội Thúy Ngân liền. Nối gót Trương Phạm và Ngô Kiến Huy đắc tội với dàn cast tung ảnh Diêm. Lan Ngọc còn vừa đấm vừa xoa khi ghi dòng trạng thái với nội dung: nhớ mọi người, tình cảm này chắc dàn cast không dám nhận. Đến hình của Karik, ngoài việc cười ngã nghiêng thì người hâm mộ còn phát hiện đây là tấm ảnh đẹp nhất trong tất cả các anh Diêm. Thế là khán giả liền đùa rằng bé nước ưu ái cho chồng mới cưới của mình, nhìn sao vẫn thấy đẹp trai chứ không thấy Diêm. Thế là hội chèo thuyền Karik, Lan Ngọc vội vàng vững tay chèo đưa thuyền ra khơi. Dù chỉ là cặp đôi mới cưới nhưng đã khiến các runner phải xuống sao thời gian qua. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bản tin 24 giờ trên kênh Ông Kính Hậu chứ. Đừng quên nhấn like, share, subscribe kênh để cập nhật những tin tức mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.